Việt Kiều cần chuẩn bị gì khi về thành phố Hồ Chí Minh đón Tết? Tình hình ở Kazakhstan khiến trung tâm khai thác chính của Bitcoin bị ngắt kết nối. Công chúa Ả Rập Saudi được trả tự do. Vành đai và con đường của Trung Quốc bao quanh châu Mỹ Latin và Caribe. Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh trở thành chất xúc tác. Trung Quốc thúc đẩy tiền kỹ thuật số. Chuyên gia, Đảng Cộng sản Trung Quốc làm suy yếu Mỹ thông qua các chiến thuật lén lút. Thưa quý vị, và tiếp sau đây là nội dung chi tiết của một tin tổng hợp tối vào ngày 9 tháng 1 của DKN TV. Thưa quý vị, mở đầu chương trình là phần tin trong nước. Trong chương trình Dân hỏi chính quyền trả lời vào ngày 9 tháng 1, trước câu hỏi Việt Kiều cần phải chuẩn bị gì khi về thành phố Hồ Chí Minh đón Tết, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Hưng đã trả lời. Từ ngày 1 tháng 1, chính phủ cho phép thành phố tiếp nhận các chuyến bay thương mại. Đối với hành khách chuẩn bị đến thành phố Hồ Chí Minh, ngành y tế tạm chia hai giai đoạn. Trước nhập cảnh thì bà con cần phải xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ và cơ quan thẩm quyền nước sở tại xác nhận, khai báo y tế, xác nhận tiêm đủ liều vaccine. Riêng người từng là F0 cần phải có giấy xác nhận. Khi nhập cảnh thì bà con phải thực hiện theo 5 bước Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã hướng dẫn. Vừa đáp xuống sân bay thì bà con phải tạo mã QR cá nhân bằng cách là cài đặt ứng dụng PC COVID. Bước thứ hai, sau khi khai báo và có mã QR thì sân bay tổ chức xét nghiệm nhanh với tất cả các hành khách nhập cảnh. Nếu test nhanh dương tính, hành khách sẽ phải làm xét nghiệm PCR khẳng định và chuyển về bệnh viện dã chiến số 12, giá trình từ sen. Trường hợp âm tính thì bà con được hướng dẫn rời sân bay để về nơi cư trú đã đăng ký trước. Trong quá trình di chuyển thì bà con không được dừng dọc đường, bảo đảm 5K. Bước thứ tư, khi đã về thì địa phương sẽ tiếp tục giám sát và theo dõi. Bước thứ năm, có hai trường hợp. Với hành khách khi đã về địa phương đã tiêm đủ liều thì chỉ theo dõi sức khỏe tại nhà 3 ngày. Với người chưa tiêm hoặc là tiêm chưa đủ mũi vaccine thì phải cách ly tại nhà 7 ngày. Địa phương sẽ làm xét nghiệm trong ngày 3 và ngày 7. Thưa quý vị, nói tiếp chương trình sẽ là phần tin quốc tế. Giá Bitcoin đã giảm hơn 10% trong những ngày gần đây khi các cuộc biểu tình lan rộng làm rung chuyển Kazakhstan, một trong những trung tâm khai thác tiền điện tử hàng đầu thế giới. Bitcoin dao động quanh mốc 42.000 đô la Mỹ vào đêm thứ Sáu tại đây, giảm từ hơn 48.000 đô la Mỹ vào cuối năm 2021, theo Coindesk. Tỷ lệ băm, đơn vị đo lường khả năng giải thuật toán của các thiết bị đào tiền ảo, đã giảm vào hôm thứ Tư sau khi chính phủ Kazakhstan đã ra lệnh cho một nhà cung cấp viễn thông hàng đầu các quyền truy cập Internet trên toàn quốc. Việc mạng Internet bị ngắt đã diễn ra nhằm để phản ứng với các cuộc biểu tình về việc tăng giá khí dầu mỏ hóa lỏng, loại nguyên liệu được sử dụng trong phương tiện giao thông ở Kazakhstan. Nhiều công ty khai thác tiền điện tử đã chuyển đến Kazakhstan để tận dụng nguồn điện giá rẻ ở đó, sau khi nước láng giềng Trung Quốc và một trung tâm hàng đầu khác đã cấm họ vào tháng 5 năm 2021. Sự cố mất điện kéo dài đã ảnh hưởng đến Internet và những người khai thác Bitcoin ở Kazakhstan phải đóng cửa hàng hoặc là chuyển đi nơi khác. Như vậy, truy cập Internet không phải là một vấn đề duy nhất mà các thợ đào tiền điện tử Kazakhstan phải đối mặt. Mặc dù các cuộc biểu tình đang diễn ra được kích hoạt bởi giá nhiên liệu LPG, nhưng nhu cầu điện đã vượt xa nguồn cung ở Kazakhstan trong một thời gian, dẫn đến tình trạng mất điện bất ngờ và cắt điện luân phiên. Một số người đã tin rằng các hoạt động khai thác tiền ảo sử dụng nhiều năng lượng là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng hỗn loạn hiện nay. Tình hình ở Kazakhstan đã làm nổi bật những rủi ro địa chính trị có thể ảnh hưởng đến Bitcoin. Thưa quý vị, nhà chức trách Ả Rập Saudi đã trả tự do cho hai mẹ con công chúa Ả Rập sau khi họ đã bị giam giữ không buộc tội trong gần 3 năm qua. Theo báo Guardian, công chúa Bahamas bin Salman Abdullah Al Saud, 57 tuổi, một người đã ủng hộ nhân quyền, thẳng thắn và là thành viên của gia đình hoàng gia, đã mất tích vào tháng 3 năm 2019 cùng với một người con gái. Cố vấn pháp lý của công chúa Henry Ashman đã cho biết, hai người phụ nữ đã được trả tự do sau khi bị giam cầm tùy tiện và đã về tới nhà ở Jeddah vào ngày 6 tháng 1 năm 2022. Chính phủ Ả Rập Saudi chưa đưa ra bình luận về vụ việc công chúa được thả. Vào năm 2020, công chúa Basma đã cho biết trên mạng xã hội rằng
Bà đã bị giam cầm ở thủ đô Riyadh hơn một năm và bị ốm. Bà đã yêu cầu người cai trị hiện tại và cũng là em họ của bà, Thái tử Mohammed bin Salman, trả tự do cho bà và cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế. Bà đã tuyên bố rằng mình bị giam mà không có buộc tội. Trong một nhà tù là nơi giam giữ nhiều tù nhân chính trị, bà và con gái đều không nhận được lời giải thích cho việc họ đã bị bắt giữ, mặc dù họ đã nhiều lần cầu xin hoàng gia và cầu xin người chú là vua Salman. Thái tử Mohammed đã giám sát một nỗ lực cải cách kể từ khi được vua cha Salman vào tháng 6 năm 2017 chỉ định thừa kế ngai vàng thay cho người được chỉ định trước đó là hoàng tử Mohammed bin Nayef. Các cuộc cải cách bao gồm dỡ bỏ lệnh cấm phụ nữ lái xe kéo dài hàng thập niên và nới lỏng quy tắc trao cho nam giới quyền giám hộ gần như là tuyệt đối đối với những thân nhân nữ giới. Tuy nhiên thì chính quyền Ả Rập Saudi cũng đã thẳng tay trấn áp những người bất đồng chính kiến, đối thủ tiềm tàng, thậm chí là cả các thành viên hoàng gia. Trong lời khai bằng văn bản trước Liên Hợp Quốc vào năm 2020, gia đình công chúa Basma đã cho biết việc bà bị giam cầm phần lớn là do bà thẳng thắn phê phán. Đồng thời, lời khai đã cho biết bà bị coi là một đồng minh của hoàng tử Mohammed bin Nayef. Thưa quý vị, dự án vành đai và con đường của Trung Quốc có thể đã vòng quanh toàn cầu do số lượng và sự phân bổ các dự án đầu tư cảng rất ấn tượng của Bắc Kinh trải dài từ Nam Thái Bình Dương đến Mỹ Latin, qua kênh đào Panama và Caribe đến Brazil và sau đó là đến các cảng vành đai và con đường ở Tây Phi. Sự hiện diện kinh tế và chiến lược của Trung Quốc ở khu vực châu Mỹ Latin, Caribe đang ngày càng thu hút sự chú ý của các chuyên gia quan tâm đến chính sách đối ngoại của Mỹ. Nhìn chung thì những gì đang xảy ra đã làm xói mòn quan điểm cho rằng Mỹ Latin là sân sau của Hoa Kỳ. Đầu tiên, cần phải kể đến Cuba, một quốc gia vùng Caribe. Vào ngày 25 tháng 12 năm 2021, Cuba và Trung Quốc đã ký kết hợp tác để thúc đẩy chung dự án vành đai và con đường. Trước đó, vào tháng 10 năm 2021, Cuba đã trở thành một thành viên của Hiệp định Đối tác Năng lượng Vành đai và Con đường. Hiệp định được thành lập vào năm 2019 nhằm để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Hiện có 32 thành viên ở các khu vực châu Á, Thái Bình Dương, Trung, Nam Á, Trung Đông, Châu Phi, Đông Âu và Châu Mỹ Latin. Lệnh cấm vận thương mại của Hoa Kỳ đã kiềm hãm nền kinh tế Cuba kể từ năm 1960. Nhưng bây giờ thì Trung Quốc có thể cho Cuba cơ hội phát triển kinh tế mà không có sự tham gia của Mỹ. Điều đáng chú ý thứ hai là diễn đàn Trung Quốc Mỹ Latin Caribe. Vào ngày 3 tháng 12 năm 2021, cuộc họp cấp bộ trưởng của diễn đàn cộng đồng các nước Mỹ Latin và Caribe và Trung Quốc đã được tổ chức dưới hình thức hội nghị truyền hình. CELAC là một diễn đàn đối thoại giữa 33 thành viên với các quốc gia và các nhóm khu vực khác bao gồm EU, Trung Quốc, Nga và Hội đồng Hợp tác các nước Ả Rập Vùng Vịnh, Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Tại diễn đàn tháng 12, các bộ trưởng đã thông qua kế hoạch hành động chung Trung Quốc CELAC giai đoạn 2022 đến 2024. Theo đó, Trung Quốc sẽ mở rộng hợp tác với khối này trong một loạt các lĩnh vực then chốt, bao gồm quốc phòng, tài chính, thương mại, y tế công cộng và trao đổi văn hóa. Trong số các nước châu Mỹ Latin, Brazil nhận được nhiều sự quan tâm của Trung Quốc nhất, nhưng các khoản đầu tư và cho vay dự án cơ sở hạ tầng của Trung Quốc nhắm vào Argentina, Peru, Ecuador, Venezuela, Colombia và Mexico cũng rất đáng kể. Điện năng đã trở thành mục tiêu đầu tư chính của Trung Quốc với hơn chục thương vụ mua lại trên khắp châu Mỹ Latin, Caribe với quy mô trung bình hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Các cuộc đàm phán để xây dựng một nhà máy điện hạt nhân mới ở Argentina hiện đang được tiến hành. Các khoản đầu tư đáng kể vào các cơ sở cảng và bến cảng cũng đã được thực hiện với các dự án ở Mexico và các quốc gia Trung Mỹ, Bahamas và Cuba, Panama, Peru, Brazil, Uruguay, Argentina và Chile. Về mặt địa lý thì những vùng này trải dài từ thành phố Ensenada của Mexico, cách biên giới Hoa Kỳ chỉ khoảng 100 km và Bahamas ngay ngoài khơi bờ biển Florida, Hoa Kỳ. Mối quan tâm đặc biệt của chính phủ Hoa Kỳ là việc Hải quân Trung Quốc có thể sử dụng cảng và các bến cảng mà Trung Quốc đã đầu tư. Vào năm 2019, dưới áp lực của Mỹ và Nhật Bản, một dự án của Trung Quốc ở El Salvador phải dừng lại. Nhưng giờ đây thì dự án này đã được hồi sinh.
Trung Quốc cũng đã xây dựng một trạm theo dõi vệ tinh và thiên văn vô tuyến ở Argentina. Một phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng đã cho biết, trạm không gian trên mặt đất ở Patagonia được một chính phủ tham nhũng và dễ bị tổn thương về tài chính đã đồng ý bí mật cách đây một thập kỷ, là một ví dụ về các giao dịch mờ ám và mang tính săn mồi của Trung Quốc, làm xói mòn chủ quyền của các quốc gia sở tại. Trong lĩnh vực viễn thông, lấy ví dụ, mặc dù chính phủ Hoa Kỳ đang cố gắng đóng cửa thị trường đối với Huawei Trung Quốc, nhưng thị trường của Huawei ở Mỹ Latin đã bắt đầu ở Mexico và mở rộng đến Venezuela, Brazil, Chile và Argentina. Huawei cũng đã xây dựng một tuyến cáp biển kết nối với Brazil và châu Phi. Tính đến tháng 12 năm 2021, 19 trong số 33 quốc gia ở Mỹ Latin và Caribe đã ký kết tham gia vành đai và con đường. Ngoài Cuba, họ đã bao gồm Jamaica và 6 quốc đảo khác ở Caribe, El Salvador, Costa Rica và Panama ở Trung Mỹ, và Venezuela, Guyana, Suriname và Ecuador, Peru, Bolivia, Chile và Uruguay ở Nam Mỹ. Mặc dù một số đối tác đầu tư lớn nhất ở Mỹ Latin của Trung Quốc vẫn chưa chính thức ký kết tham gia vành đai và con đường, nhưng Trung Quốc hiện là một đối tác thương mại lớn nhất của Brazil, Argentina và phần lớn còn lại là của Nam Mỹ. Để đáp ứng với các bước tiến của Trung Quốc ở khu vực từng được coi là sân sau, Mỹ đã có những động thái mới. Vào tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã cử một phái đoàn đến Colombia, Ecuador và Panama với nhiệm vụ là lắng nghe trực tiếp từ một loạt các bên liên quan ở Mỹ Latin để hiểu rõ hơn về nhu cầu cơ sở hạ tầng ở các quốc gia này và xung quanh khu vực. Tòa Bạch Ốc cũng đã cho biết, chuyến thăm thể hiện cam kết của Tổng thống Biden trong việc tăng cường mối quan hệ của Hoa Kỳ với Mỹ Latin. Bên cạnh đó, nhóm 7 nước công nghiệp phát triển nhất thế giới G7 vào tháng 6 năm 2021 đã công bố sáng kiến tái thiết thế giới để làm đối trọng với vành đai con đường của Trung Quốc. Các chuyên gia đã cho rằng mức độ cam kết mới của Mỹ và G7 đối với khu vực Mỹ Latin sẽ trở nên rõ ràng trong những tháng tới. Ít nhất thì cuộc cạnh tranh sẽ tạo điều kiện cho các quốc gia trong khu vực này có được các giao dịch tốt hơn từ Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Thưa quý vị, chính quyền Bắc Kinh đã đặt cược để bảo đảm việc tổ chức Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh diễn ra suôn sẻ và đồng nhân dân tệ kỹ thuật số đã bước vào giai đoạn nước rút nhanh chóng. Cộng đồng quốc tế đã lo ngại rằng Bắc Kinh sử dụng nền kinh tế kỹ thuật số để thúc đẩy chủ nghĩa toàn trị. Đồng nhân dân tệ kỹ thuật số được chính quyền Bắc Kinh bắt đầu nghiên cứu, phát triển vào năm 2014 và tung ra trong những năm gần đây. Làng Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh dự kiến khai mạc vào ngày 27 tháng 1 và đồng nhân dân tệ kỹ thuật số sẽ được thí điểm trong các kịch bản liên quan đến Olympic Bắc Kinh. Tencent đã cho biết sẽ tiếp tục tìm kiếm hơn nữa trải nghiệm thanh toán bằng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số để giúp cho Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh được tổ chức thuận lợi. Những người trong ngành đã tin rằng việc ra mắt chính thức ứng dụng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số ở một mức độ nhất định thì nó đã đánh dấu việc khám phá đồng nhân dân tệ kỹ thuật số đã bước vào giai đoạn thử nghiệm toàn diện và ngày càng có nhiều kịch bản ứng dụng sẽ được kết nối vào. Tất nhiên là việc quảng bá đồng nhân dân tệ kỹ thuật số không chỉ là nhắm riêng người tiêu dùng. Chính quyền Bắc Kinh còn muốn các công ty phục vụ người tiêu dùng, đặc biệt là các công ty nước ngoài, chấp nhận phương thức thanh toán mới này. Tờ Financial Times tại Anh trước đó đã đưa tin có trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này và cho biết chính quyền Bắc Kinh đã gây áp lực buộc một số công ty Mỹ cài đặt một hệ thống cho phép người tiêu dùng thanh toán các sản phẩm của họ bằng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số trước khi Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh khai mạc. Các công ty này bao gồm McDonald's, Nike và Visa. Có thể thấy rằng chính quyền Bắc Kinh đang chuẩn bị thúc đẩy đồng nhân dân tệ kỹ thuật số tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh sắp tới. Động thái này có ý gạt xa rìa hệ thống tài chính toàn cầu do đồng đô la thống trị, từ đó là nâng cao năng lực cạnh tranh chiến lược toàn cầu của Bắc Kinh. Hơn nữa, chính quyền Bắc Kinh có thể đang đẩy nhanh việc sử dụng xuyên biên giới đồng nhân dân tệ kỹ thuật số trong cộng đồng quốc tế. Nhóm kinh tế chính trị Thiên Quân đã chỉ ra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cố gắng liên hợp với các nước khác để thách thức địa vị thanh toán quốc tế của đồng đô la Mỹ. Do tình hình kinh tế và chính trị có nhiều xáo động, Hồng Kông sẽ là nơi nguy hiểm nhất trong hệ thống tài chính toàn cầu.
Tài chính tất nhiên sẽ là một chiến trường chính trong cuộc đo ván giữa Trung Quốc và Mỹ, và Hồng Kông là cứ điểm tiến công đầu tiên. Mặt khác, kết quả nghiên cứu giữa kỳ của dự án cầu nối tiền kỹ thuật số nhiều ngân hàng trung ương do Viện Nghiên cứu Tiền tệ Kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cùng Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông, Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, Ngân hàng Trung ương Thái Lan và Ngân hàng Trung ương các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đồng thời thực hiện, cho thấy rằng các dự án có tiềm năng tăng tốc độ thanh toán xuyên biên giới và tiết kiệm chi phí. Vào ngày 11 tháng 12 năm ngoái, ngài Jeremy Fleming, Giám đốc trụ sở truyền thông chính phủ, cơ quan tình báo mạng và an ninh của Vương quốc Anh đã cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times, mặc dù tiền tệ kỹ thuật số mang lại cơ hội rất lớn, nhưng cũng có những mối đe dọa từ sự phát triển của công nghệ mới nổi này. Nếu được sử dụng không đúng cách, thì nó sẽ khiến cho các nước thù địch có khả năng giám sát các giao dịch. Điều này thì sẽ mang lại cho họ một loại năng lực. Nếu được sử dụng không đúng cách, nó sẽ khiến cho các nước thù địch có khả năng giám sát các giao dịch. Điều này sẽ mang lại cho họ một loại năng lực, có thể kiểm soát hoạt động của các loại tiền kỹ thuật số này. Ông Lý Dầu Đàm, giáo sư tại Viện Phát triển Quốc gia của Đại học Chính trị Đài Loan, đã nói với Đài Á Châu Tự Do rằng, nền kinh tế kỹ thuật số của Trung Quốc thực chất là sự trỗi dậy của chủ nghĩa toàn trị và chuyên chế kỹ thuật số. Ông nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc được coi là sự trỗi dậy của cái gọi là chủ nghĩa toàn trị kỹ thuật số, là thông qua mạng Internet, công nghệ nhận dạng khuôn mặt, camera giám sát để kiểm soát tiêu dùng của nhân dân và mọi sinh hoạt hàng ngày. Phát triển kinh tế dựa vào kiểm soát người dân từ trên xuống dưới, coi dân như là cái kiến con ong. Chuyên gia, Đảng Cộng sản Trung Quốc làm suy yếu nước Mỹ thông qua các chiến thuật lén lút. Thưa quý vị và các bạn, chuyên gia Cassie Fleming, giám đốc điều hành của công ty bảo mật mạng BlackRock, trong một cuộc phỏng vấn trên Epoch Times, gần đây đã đưa ra nhận định rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành một cuộc chiến hỗn hợp không hạn chế, còn được gọi là chiến thuật vùng xám, nhằm để làm suy yếu Hoa Kỳ. Chiến thuật của Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng thông qua các phong trào xã hội như là quảng bá lý thuyết chủng tộc phê phán, phá hoại phong trào cảnh sát, chủ nghĩa thức tỉnh, cũng như là các chiến thuật lén lút như là trộm cắp tài sản trí tuệ. Fleming cho biết những chiến thuật này đã được mô tả trong cuốn sách có tựa đề Chiến tranh không hạn chế, được viết vào năm 1999 bởi hai đại tá cấp cao của quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc. Một trong những chiến thuật được Đảng Cộng sản Trung Quốc áp dụng phổ biến đó là đánh cắp tài sản trí tuệ. Việc phát triển một sản phẩm mới cần nhiều năm nghiên cứu và tiêu tốn hàng tỷ đô la Mỹ. Fleming đã cho biết những chi phí này được thu hồi thông qua việc bán sản phẩm cho khách hàng. Ông đã nói, nếu một công ty Trung Quốc đánh cắp tài sản trí tuệ liên quan đến một sản phẩm do một công ty Mỹ phát triển, thì họ sẽ không phải chịu bất kỳ chi phí phát triển nào và ngay lập tức bắt đầu sản xuất sản phẩm đó tại Trung Quốc. Sau đó thì nó bán sản phẩm cho khách hàng của công ty Mỹ với giá chỉ bằng một nửa, do đó khiến cho chủ sở hữu tài sản trí tuệ ngừng kinh doanh. Fleming đã lưu ý rằng, chiến tranh tôn giáo là một dạng khác của phương pháp vùng xám do Đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện. Fleming đã nói, mục tiêu cuối cùng là làm suy yếu Hoa Kỳ để làm suy yếu ý chí chiến đấu của chúng tôi, và họ chỉ có thể bước tiếp. Đảng Cộng sản Trung Quốc không cần phải bắn một viên đạn, nó tiếp quản và thay thế dân chủ và tự do trên toàn thế giới bằng chủ nghĩa Cộng sản Trung Quốc. Fleming đã chỉ ra rằng, quân đội Mỹ sẽ không thể bảo vệ đất nước trước kẻ thù sử dụng chiến tranh không hạn chế. Ông đã nói, quân đội Mỹ vẫn đang chiến đấu bằng công nghệ Thế chiến thứ hai, nhưng chiến tranh mới có thể sẽ diễn ra với thiết bị điện tử, robot, trí tuệ nhân tạo, gây nhiễm radar, tất cả những thứ này. Quân đội của chúng ta không có nghĩa là để bảo vệ nền kinh tế của chúng ta và không có nghĩa là để bảo vệ công ty của bạn và tài sản trí tuệ của công ty bạn và các nhà cung cấp có tài sản trí tuệ của bạn. Chuyên gia này cũng đã cho biết, để ngăn cản Đảng Cộng sản Trung Quốc giành chiến thắng trong cuộc chiến này, trước tiên thì cần phải chấm dứt ảnh hưởng của nước ngoài thông qua các khoản đầu tư ở bất kỳ khu vực nào của đất nước, cho dù đó là kinh doanh, học thuật, cho dù đó là chính phủ. Khi bạn nghe nói về một cựu nghệ sĩ được trả nửa triệu đô la Mỹ mỗi năm để vận động hành lang cho TikTok hoặc là vận động hành lang cho ByteDance của Trung Quốc, thì chắc chắn có vấn đề.
Ông cũng đã nói rằng nhiều phương tiện truyền thông chính thống ở Mỹ và trên khắp thế giới đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc xâm nhập, và nói thêm rằng nhiều công ty truyền thông thực sự đã phản bác lại những tuyên bố chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ví dụ như là tuyên bố về tội ác diệt chủng đang diễn ra ở Trung Quốc. Kính thưa quý vị, mời quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của Deakin News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh Deakin News trên Snapchat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Kính thưa quý vị, một tin tổng hợp tối của Deakin TV của chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chúc quý vị mạnh khỏe và bình an. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.